Lỗi anh em, tình hình là mình mới tạo một group siêu nhỏ tí hon trên Facebook có tên là Cuồng Khám Phá, mới được mấy trăm người tham gia mà thôi. 500 anh em nếu muốn tham gia vào ngôi nhà chung của cộng đồng Taka, nhớ nhấn đường link mình để phần bình luận để vào group Facebook Cuồng Khám Phá nhá. Quẹo lựa, vào group tôi chơi đi. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Vườn Sao Băng, Boys Over Flower, ra mắt vào năm 2008, đã trở thành cơn sốt điện ảnh quốc tế, giúp làn sóng Hàn Quốc lan rộng ra nhiều nước khác. Một số các diễn viên từng tham gia đóng phim như là Lee Min Ho vẫn tiếp tục đi trên con đường diễn xuất, đạt nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Một số diễn viên khác đã kết hôn hoặc chuyển hướng sang sự nghiệp âm nhạc. Song cũng có những người lại chật vật tìm chỗ đứng, thậm chí là tự tử vì bị ép bức. Hãy cùng Taka tìm hiểu. Gian sao Vườn Sao Băng sau 13 năm, người chết oan, kẻ vướng bê bối. 8. Lee Min Ho, Woo Jung Pyo. Bên cạnh việc trở thành một trong những ngôi sao Hàn được yêu thích nhất, Lee Min Ho còn trở thành một diễn viên dày dặn kinh nghiệm qua nhiều năm đóng phim kể từ vai diễn đột phá Woo Jung Pyo của anh. Lee Min Ho còn tham gia các bộ K-dramas nổi tiếng như là Thợ Săn Thành Phố, Nàng Ngốc và Quân Sư, Thần Y, Những Người Thừa Kế và Huyền Thoại Biển Xanh. Vai diễn điện ảnh đầu tiên anh đảm nhận là trong bộ phim Nỗi Buồn Gangnam vào năm 2015. Sau đó là bộ phim do Trung Quốc sản xuất Bounty Hunter. Năm 2011, Lee Min Ho hẹn hò với bạn diễn trong phim Thợ Săn Thành Phố của mình, đó là Park Min Jung, nhưng mối quan hệ của họ kết thúc chỉ sau một năm. Từ năm 2015 đến 2017, mối quan hệ công khai giữa anh và Suri trở thành chủ đề nóng. Sau khi họ chia tay, Lee Min Ho đã comeback trong một series K-drama mới, đó là The King của biên kịch Kim Eun Suk, tuy nhiên lại không được thành công cho lắm. Anh bị cho là đóng mác khung hình điển trai, con nhà giàu, bạch mã hoàng tử, lối diễn xuất không có nhiều thay đổi từ vai diễn Woo Jung Pyo vào 10 năm trước. 7. Woo Hye Soon, Geum Jan Di. Với vai diễn thành công trong bộ phim Vườn Sao Băng, Woo Hye Soon bắt đầu mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình, trở thành ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch. Cô viết và đạo diễn các bộ phim như là Magic, Fragments of Sweet Memories và Daughter. Công ty Woo Hye Soon Film của cô được thành lập vào năm 2011 với bộ phim The Pastry là dự án đầu tay. Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong các bộ phim truyền hình như là Take Care of Us, Captain, Angel Eyes and Blood. Woo Hye Soon đã kết hôn với bạn diễn của mình, đó là An Jae Hyun vào năm 2016. Sau khi anh vô tình thú nhận toàn bộ tình cảm của mình dành cho cô nàng trên trường quay. Woo Hye Soon đã đáp lại bằng cách hôn An Jae Hyun và nụ hôn của họ trên phim không phải là lần đầu tiên. Tuy nhiên không may, cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi họ bắt đầu gặp phải những mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân của mình dẫn tới phải ly dị nhau. Cũng từ đây mà những màn đấu tố qua lại của hai người này bùng nổ trên khắp các mạng xã hội khiến cho fan phải chán nản không thôi. 6. Kim Hyo Jong, Jun Ji Hoon. Là cựu thành viên nhóm SS501 và là crush quốc dân của nhiều fan hâm mộ Vườn Sao Băng, Kim Hyo Jong dễ dàng đạt được sự nghiệp thành công sau vai diễn Jun Ji Hoon của mình. Anh bắt đầu đi theo con đường âm nhạc với nhiều bản hit đĩa đơn và album ở Hàn Quốc, Nhật, xuất hiện trong các bộ phim lớn như là Playful Kiss, In Spring Generation. Mặc dù đây không phải là các show nổi tiếng ở Hàn nhưng lại được fan quốc tế biết đến. Cái tên Kim Hyo Jong cũng rất nổi tiếng tại Nhật Bản. Sau đó, Kim Hyo Jong liên tiếp dính vào nhiều scandal liên quan đến tình cảm, uống rượu lái xe và đỉnh điểm là vụ kiện tụng liên quan đến việc đánh phụ nữ. Anh bị khán giả và thậm chí là fan ruột chỉ trích bởi những hành động không biết phải trái của mình. Kim Hyo Jong buộc phải tạm nghỉ, không tham gia hoạt động một thời gian dài để scandal lắng dịu. Mới đây, hình ảnh mới của nam nghệ sĩ Kim Hyo Jong bất ngờ được đăng tải. Đây cũng là động thái đánh dấu sự hoạt động trở lại sau 6 năm lùi về hậu trường, đặc biệt là từ sau loạt scandal mà anh chàng này phải đối mặt trong suốt thời gian qua. 5. Kim Boom, Seo Ji Jung. Kim Boom lần đầu tiên debut trong sự nghiệp diễn xuất với bộ phim High Kick và tiếp tục đạt được nhiều thành công kể từ Vườn Sao Băng. Sau đó là Dream, The Woman Who Still Wants to Marry That Winter, The Wind Blows và God Is a Fire. Anh cũng phát hành ca khúc solo đầu tiên vào năm 2016 và đã được phản hồi tích cực tại Nhật Bản.
Năm 2013, Kim Bum công khai mối quan hệ của mình với Moon Gum-jong, nhưng sau đó họ đã chia tay vào năm 2014. Ngoài ra, nam diễn viên cũng xuất hiện trong bộ phim Trung Quốc Địch Nhân Kiệt, Rồng Biển Trỗi Dậy. Năm 2015, anh comeback với một vai diễn trong bộ phim Hidden Identity. Và đầu năm nay là bộ phim Thám Tử K, Macaron Báo Thù. Năm 2018, Kim Bum cũng từng xác nhận hẹn hò với nữ diễn viên Oh Jong-seo, nhưng sau vài tháng họ đã chia tay nhau. Kim Bum được fan ví như là Macaron thật bởi khuôn mặt của anh chàng vẫn đẹp hoàn hảo bất chấp năm tháng. Trang gốm của 10 năm trước và 10 năm sau không có nhiều thay đổi, có chăng là anh chàng trông phong tình hơn mà thôi. Bốn, Kim Jong, Song Woo-bi. Kim Jong từng debut âm nhạc năm 2007, nhóm nhạc T-Mark của anh đã hát ca khúc chủ đề cho phim Vườn Sao Băng. Sau khi T-Mark tan rã vào năm 2011, Kim Jong tiếp tục tham gia các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và đáng nhớ nhất là Dấu Vết Đoạn Mệnh, Tình Yêu Còn Mãi và Thành Phố Mặt Trời. Sau đó, anh phải thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm 2011 đến năm 2013. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Kim Jong vẫn tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành công. Năm 2018, nhiều tin đồn cho rằng anh đã bí mật kết hôn vào năm 2015 với bạn gái của mình, người mà anh đã hẹn hò kể từ khi debut đến nay. Cuối cùng thì trong 4 chàng trai tài hoa, Kim Jong là người có cuộc sống ổn định và mỹ mãn nhất. Ba, Kim Hyo-joo, Woo Joon-hee. Kim Hyo-joo đã chuyển tới Canada sau khi hoàn tất bộ phim đình đám Vườn Sao Băng và tham gia một dự án phim tài liệu có tên là Echo Canada. Cô cũng phát hành một vài ấn phẩm photobook trong cùng năm, tập trung vào các công việc tình nguyện, trở thành đại sứ thiện chí và đóng góp nhiều hoạt động từ thiện tại Bangladesh, Philippines vào năm 2010. Cô tiếp tục có một sự nghiệp diễn xuất thành công với các vai diễn trong bộ phim Dây Thủy Tinh. Cô cũng từng xuất hiện trong bộ phim Phép Màu Đã Cho Ta Gặp Nhau, bên cạnh sự xuất hiện của Kai của EXO vào năm 2019. 2. Kim Seo-woo, Choo Ga-yoon. Đóng vai Choo Ga-yoon, bạn thân của Geum Jan-di, Kim Seo-woo cũng có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp phim ảnh kể từ vai diễn ấn tượng này. Cô tiếp tục xuất hiện trong các phim truyền hình đình đám như là A Thousand Kisses, The Host's Daughter, web series After School, Lucky or Not và Liar Game. Đáng nhớ hơn cả là series truyền hình thực tế We Got Married của cô với Song Ye-rim. Cô còn là nữ diễn viên chính trong bộ phim That Man Oshu vào năm 2018. Ở vị trí cuối cùng là Jang Ya-jeon. Jang Ya-jeon là diễn viên Hàn Quốc ít tên tuổi. Vai diễn đáng nhớ duy nhất của cô là một vai phụ trong bộ phim Vườn Sao Băng. Vai diễn của Jang Ya-jeon là một trong ba nữ sinh hot girl của trường trung học, chuyên bắt nạt nhân vật chính Geum Jan-di. Năm 2019, vụ tự tử của Jang Ya-jeon khiến làng giải trí Hàn Quốc chấn động. Theo kết quả điều tra, Jang Ya-jeon bị lạm dụng tình dục nhiều lần, khiến cô phải tự kết liễu cuộc đời mình. Trong di thư để lại, Jang Ya-jeon tố cáo người đại diện họ Kim thường xuyên bắt ép cô đi tiếp khách, để lại bản di chúc vạch mặt 31 nhân vật cao cấp trong làng giải trí, những kẻ bắt cô phục vụ như nô lệ tình dục. Tuy nhiên, không ai trong số 31 nhân vật này phải thật sự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau nhiều năm, cơ quan điều tra bất ngờ công bố lật lại vụ án. Điều này gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, nhất là vào thời điểm chủ đề về chiến dịch Me Too lật tẩy những con yêu dâu xanh của làng giải trí đang nóng hơn bao giờ hết. Đến ngày 23 tháng 3 năm 2019, lời kêu gọi làm ơn hãy phơi bày sự thật về cái chết oan khuất của Jang Ye-jeong trên website của Nhà Xanh đã nhận được hơn 200.000 lượt đồng tình. Theo trang điện tử Soha, Jang Ye-jeong sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 người con ở thị trấn Jeon, tỉnh Bắc Jeolla ở Hàn Quốc. Bi kịch cuộc đời nữ diễn viên bắt đầu từ khi cô còn là một thiếu nữ 19 tuổi. Năm 1999, Jang Ye-jeong mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Từ đó, cô bắt đầu cuộc sống không cha không mẹ cùng với chị gái và em trai. Và chính nỗi ám ảnh về vụ tai nạn năm xưa của bố mẹ đã gieo vào người thiếu nữ chưa tròn đôi mươi này mầm mống của căn bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, Jang Ye-jeong chưa bao giờ vì khó khăn, nghèo khó mà bỏ dở cuộc đời, bỏ bê học hành.
cô trở thành cử nhân của ngôi trường lớn nhất thành phố là Đại học Gwangju và tiếp tục đi lên cao học. Khi ấy, trong Jang Jae-jong đã mang lên niềm đam mê cháy bỏng với con đường diễn xuất. Cô quyết định bước chân vào làng giải trí, một phần đơn thuần vì đam mê nghệ thuật, một phần vì tham vọng đổi đời. Jang Jae-jong ra mắt vào năm 2006 qua một đoạn quảng cáo ngắn trên truyền hình và liên tục tìm kiếm đất diễn. Có một điều mà cô không thể ngờ, đây lại chính là nơi mà những bi kịch lớn của cô bắt đầu. Nhờ góp mặt trong bộ phim Vườn Sao Băng, lần đầu tiên Jang Jae-jong được đặt chân lên thảm đỏ danh giá, chỉ dành riêng cho các ngôi sao lớn. Nhưng ít ai biết được rằng, để có được những giây phút tỏa sáng hiếm hoi ấy, nữ diễn viên đã phải đánh đổi những gì. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Và đến đây cũng lại hết mất rồi. Đừng quên nhấn like và share nếu bạn thích. Và sắp ra ngay Takawa nhé. Bye bye!